Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng, đội bóng của Hà Nội FC vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League 2022. Với cá nhân tôi, Hà Nội FC vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Từ con người tới lối chơi của họ bao nhiêu năm nay vẫn rất thuyết phục và là đội bóng hàng đầu V-League. Ngoài ra còn bình định với lực lượng tốt có thể bám đuổi. Chúng tôi chỉ phấn đấu từng trận một, khoảng cách điểm sẽ nới ra khi các đội bóng mạnh thi đấu và mục tiêu của chúng tôi là một vị trí trong top 3. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và câu lạc bộ Hải Phòng. Dù phải làm khách trên sân của đội bóng đang có phong độ cao là câu lạc bộ Thanh Hóa, câu lạc bộ Hải Phòng vẫn có màn trình diễn tương đối ấn tượng. Đội khách thi đấu có phần lấn lướt hơn và ghi được bàn thắng ở phút 76 do công của Di Mario. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng câu lạc bộ Thanh Hóa phung phí không ít cơ hội mình có được ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Dù đang có thành tích tốt nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra âu lo về mùa giải năm sau. Chúng tôi có nhiều cầu thủ cho mượn. Những cầu thủ ấy mà bị gọi về thì lực lượng của chúng tôi hỏng ngay lập tức. Đội hình chính thức của câu lạc bộ Hải Phòng không cân bằng với đội hình dự bị. Đặc biệt, vị trí trung vệ tuy rất quan trọng nhưng tôi không có lựa chọn nào cả. Bởi vậy khi có sự thiếu vắng thì rất khó để thay thế. Trong khi đó, trợ lý huấn luyện viên Svetislav Tanasijevic của câu lạc bộ Thanh Hóa nói, chúng tôi không suy nghĩ việc thắng nhiều trận liên tiếp mà nghĩ đến từng trận một. Câu lạc bộ Hải Phòng chơi tốt và có cơ hội. Cầu thủ của tôi không có sự tập trung ở các tình huống bóng hay nên dẫn đến trận thua. Hôm nay chúng tôi cũng không thi đấu tốt như ở các trận đấu vừa qua. Sắp tới, chúng tôi phải gặp Đà Nẵng và tôi cần sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu này. Nhà cầm quân này phân tích, hiện giờ chúng tôi không cần sự bổ sung quá nhiều và những người hiện tại cũng là đủ. Đừng nhìn về phía sau và hãy nhìn về tương lai. Thật sự ngày hôm nay phong độ của chúng tôi không quá tốt nhưng đó là điều tất yếu trong bóng đá. Chúng tôi đã thi đấu hết mình rồi. Tôi nghĩ rằng sắp tới lịch thi đấu rất dày và thời gian chuẩn bị rất ngắn. Các cầu thủ phải lấy lại tinh thần cho những trận đấu tới.